Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stop Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo Hôm nay VN Index của ta vẫn tiếp tục duy trì trạng thái sideway Cụ thể VN giảm 5,06 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1038,64 điểm Giá trị giao dịch ở mức rất thấp 6.722,95 tỷ và đang cứu tốt phân hóa dòng tiền tương đối rõ rệt thì thị trường ta hôm nay có thể gọi là một phiên đỏ vỏ và xanh lòng tại vì thực chất thì chúng ta giảm 5,06 điểm nhưng những mã cổ phiếu giảm chủ yếu đến từ những mã phiếu trụ thì chị nhìn vào cái bản đồ của thị trường thì rất nhiều mã cổ phiếu mang những trạng thái xanh điểm còn những mã cổ phiếu đỏ điểm đến chủ yếu từ những mã phiếu trụ như VHN, BID, Vietcombank hay là Sabaco hoặc là một vài mã cổ phiếu bao cung HBX, BDR hoặc là những mã cổ phiếu của Novaland trong chung giai đoạn này thì chúng ta nó cũng đã có những trạng thái xác nhận gãy trên xu thế tăng về trung hạn. Nhưng đoạn này nó chạm về vùng hỗ trợ trước nên nó đang có yếu tốt cân bằng trở lại và kịch bản cao, kỳ vọng thì chúng ta nó sẽ có một cái nhịp hồi lên để quay lại retest netline quanh vùng giá 1055 1060 trước khi có một cái nhịp điều chỉnh mới. Tại vì anh chị biết rằng ấy thì chúng ta khi mà đi xuống không phải là đi xuống chỉ về mà nó sẽ có những trạng thái nó hồi lên test lại kháng cự sau đó mới tiếp tục đi xuống giống như đoạn này anh chị thấy này khi chúng ta này có những trạng thái nó gãy khỏi những đường xu hướng thì nó sẽ có xu hướng nó quay lại retest lại những đường netline trước khi có những yếu tố điều chỉnh tiếp hay ở đây anh chị thấy này nó cũng tương tự như vậy thôi ví dụ như ở đoạn này khi mà có những trạng thái này nó gãy đường xu hướng đúng không ạ nó tạo ra một hình gì đây là một hình hai đỉnh của nó thì khi nó có những trạng thái nó giảm xuống thì nó sẽ có xu hướng nó quay lại retest cái đường netline này trước khi nó giảm điểm tiếp đúng không ạ thì đó là cái cách mà chúng ta nó vận động và ở đây anh chị nhìn qua mẫu hình 5 phút ấy thì nó là một cái mẫu hình vai đầu vai. Thì đây là mẫu hình vai đầu vai theo cái biểu đồ 5 phút này anh chị thấy này. Thì đây là vai trái này. Đây anh chị thấy này. Đây là phần vai trái này. Đúng không à, ạ? Vai trái, đầu và đây là vai phải. Thì đâu là đường neckline của nó. Thì anh chị kể ra thì đây là cái đường neckline của nó này. Đó. Thì nó sẽ có xu hướng nó quay về nó reset lại đường neckline này. Đó, trước khi có một nhịp điều chỉnh mới. Thì đối với thị trường hiện tại thì em giá những cái dịp hồi Chủ yếu chúng ta cần hành động là gì? Thứ nhất ấy, là nhà tư nào mình đang kẹp hàng Thì chủ yếu canh hồi để hạ Chứ không mua mới hoặc là trung bình giá Còn nhà tư nào mình đang cầm tiền ấy Thì những cái phiên mua đẹp nhất là những phiên đạp sàn xuống dưới ở dưới đây này Là những điểm mua mình đẹp Còn bây giờ nó phục hồi đi lên thì cũng sẽ không mua đổi nữa Nên em đánh giá những cái dịp hồi là những nhịp hồi để chúng ta hạ tỷ trọng cũng như là cơ có định mục chứ sẽ không mua đổi cổ phiếu hoặc là mua mới tại vì thực chất thì chúng ta đang trong một xuống giảm thì anh chị thấy xác sức thắng của chúng ta sẽ thấp hơn đúng không ạ mua thì chúng ta lại được hai ba trăm nhưng mà lỗ thì có thể là 10 đến 20 phần trăm tại vì anh chị nhìn qua những mã phiếu như SSI đi đúng không ạ giai đoạn trước đi ví dụ như đoạn này anh chị thấy này mua thì anh chị mua đúng điểm ví dụ anh chị mua giá sàn đi thì anh chị lại được bao nhiêu anh chị lại được năm bảy trăm chưa tới nữa hai ba trăm gì đó đúng không ạ nhưng mà khi anh chị thấy anh chị lỗ này anh chị thấy anh đi giảm sàn thì giảm rất nhanh giảm hai phiên hầu như tám trăm đúng không ạ nên chị thấy rõ ràng rằng ấy thị trường chúng ta lên bằng thang bộ nhưng xuống bằng thang máy nên nó sẽ dịch chuyển rất nhanh nên chúng ta sẽ không tham gia cổ phiếu khi mà thị trường chúng ta đang bước vào trên xu thế giảm tại vì thực chất ở giai đoạn này anh chị nhau tư tham gia mã phiếu nào có lãi đâu và ở đây chủ yếu là bị thua lỗ là chính tại vì thực chất thì chúng ta đã bước vào trên là giảm đúng không à? ạ còn lúc thì chúng ta bước vào trên lay tăng đi ví dụ ở đây đây anh chị mua điểm nào cũng lãi hay đoạn này anh chị thấy đây mua điểm nào cũng lãi đúng không ạ nên khi nào đợi thì chúng ta nó đã chiều xu thế từ xuống giảm sẽ xuống tăng xuất hiện một phiên mùng lao đà thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vào chúng ta đánh mạnh còn đang trong xuống giảm này thì chúng ta sẽ không cố gắng chống lại thị trường làm gì đúng không ạ nếu đánh thì chúng ta chỉ đánh ít 10 đến 20% mươi phần trăm tỷ trọng danh mục thôi đúng không ạ và ở đây anh chị thấy này thì chúng ta nó sẽ có những cái sự vận động gọi là phân hóa theo từng dòng và từng ngành luôn. Ví dụ như hôm nay thị trường hồi nhưng mà anh chị thấy này những mã phiếu nào nó rơi về hỗ trợ sau đó mới bắt đầu hồi. Đúng mà ví dụ như con DSG đi, anh chị thấy này hôm nay nó lại tiếp tục nó giảm tại vì anh chị thấy nó chưa vào những vùng hỗ trợ cứng của nó đúng mà anh chị thế này nó chưa về vùng hỗ trợ cứng thì hôm nay mới bắt đầu trở về vùng hỗ trợ cứng còn con HDC như thế này cũng là dòng bất động sản thì nó đã chạm về vùng hỗ trợ cứng thì hôm nay mới bắt đầu hồi đúng mà nó sẽ phân hóa như vậy nên quan trọng chúng ta phải biết à, ở đâu là vùng kháng cự đâu là hỗ trợ chúng ta sẽ xử lý với một cách hợp lý chứ không phải là về vùng hỗ trợ để chúng ta lôi hàng để chúng ta bán thì chúng ta sẽ sẽ bán ngay vùng đáy của nó đúng mà hay là một cái mạng cổ phiếu ấy, mà đang rơi chưa rơi về vùng hỗ trợ mà anh chị đầu tư mình bắt đầu kỳ vọng thì nó sẽ bắt đầu nó rơi thêm nên nhà đầu tư mình lưu ý đoạn này chúng ta phải biết hỗ trợ kháng cự đâu để chúng ta xử lý danh mục sao cho lý và ở đây anh chị thấy này thì chúng ta nó sẽ đánh neo neo ở đây vài phiên này đó ví dụ như này neo neo vài phiên rồi sẽ tiếp tục nhịp gãy nữa thì kỳ vọng của em thì nó sẽ về giá quanh một nghìn một hoặc là một nghìn không trăm uh, lẻ năm gì đó để quay về lắp hết cái ấy thì em kỳ vọng nó mới có một nhịp hồi mới tại vì thực chất thì chúng ta nó rơi thường thường nó sẽ rơi hai đến ba nhịp chứ không rơi một nhịp đầu tiên đâu ở đây cái vùng này chưa đủ chiếc khấu tốt để có thể là dòng tiền để vào lại nên vùng này là vùng hỗ trợ của nó này nếu mà nó gãy khỏi vùng này thì khả năng sẽ về vùng ở dưới đây đó qua vùng giá 900 còn nếu yếu hơn thì nó sẽ về vùng đáy trước luôn đó thì đó là những vùng khả năng chiết khấu tốt nó sẽ về nên chúng ta cứ chờ đợi thêm còn bây giờ cơ hội chưa đủ lớn thì chúng ta cứ đánh tỷ trọng nhỏ và đánh với những cái vì thế ít thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu để chúng ta thể xem rằng đây là hiện tại nó đang ở cái uh, kháng cự là hỗ trợ chúng ta có thể là xử lý một sao cho hợp lý thì đầu tiên ấy là những mã cổ phiếu của dòng chứng khoán đi. Thì đầu tiên chị thấy con đang mạnh nhất hôm nay là con viền đi. Thì cái điểm mua viền đi là thực chất là cái phiên vừa rồi là điểm mua của nó. Tại vì sao đây là điểm mua? Tại vì một cái mã phiếu nó rơi về lần trước thì nó sẽ có xu hướng được những cái vùng 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 hỗ trợ này giúp cho cổ phiếu nó bật tăng lên. Tại vì thực chất ở đây nó sẽ có lực cầu do nhà đầu tư ở đây này bắt đáy mua vào khi thấy nó về vùng hỗ trợ thứ hai là lực cung trên không bắn ra đúng không ạ và khi lực cung trên không bắn ra tại vì sao tại vì nó về hỗ trợ thì rất ít nhờ tôi bán ra và khi về hỗ trợ cung nó không có mà cầu vào thì nó sẽ bật tăng lên đó là việc hết sức bình thường và ở đây anh chị thấy này nó tạo ra mẫu hình gì mẫu hình vai đầu vai đúng mà giống thị trường này vai này đầu và đây là cái vai thì đâu là đường neckline của nó thì đây là đường neckline của nó thì nó sẽ có xu hướng nó quay lại thì tích đường like trước khi nó có một nhịp chỉnh nữa đó thì đây là khả năng nó đi theo những cái mô hình như thế này nên nhà đầu tư nào mình có thì mình cứ nắm giữ đúng mà và chúng bán thì chúng ta sẽ canh lên vùng giá đâu khoảng 14 14.5 giờ đó chúng ta bán và ở đây điểm mua còn hay không thực chất điểm mua đã hết tại vì thực chất chị thấy này điểm mua tốt nhất của nó là cái phiên nào ạ à? ví dụ như ở đây chị thấy này điểm mua của con viên đi là quanh giá của giá dưới 13.25 đúng không ạ à? là những lúc ấy là con viên đi nó đạp hầu như gần sàn này là điểm mua đẹp nếu bây giờ nhà đầu tư mình mua thì nó cũng sẽ không phải điểm mua tại vì nó đã xa khỏi những cái vùng gọi là chiếc khấu đủ tốt rồi nếu nhà đầu tư mình mua trên đây thì dễ dàng kẹp hàng đây thì thực chất những nhà đầu tư mua dưới đá này họ sẽ có xu hướng họ chốt lại khi nó gặp lại cản trước nên khi mở lên thì chị thấy là nguồn cung trên đây bắt đầu bán ra mà cầu không vào thì khả năng sẽ điều chỉnh trở lại thì nhà đầu tư mình mua trên đây nó sẽ rủi ro nên đối với em ấy lại mua được cái vùng dưới đá này em sẽ canh lên này em chốt nên ở đây cũng sẽ không có người đầu tư mua tại vì thực chất vùng này là cái vùng bắt đầu xuất hiện lượng cung nên lưu ý có thì các anh lên vùng này đến bán còn điểm mua mới thực chất đã qua thì khả năng sẽ retest lại vùng giá khoảng 14 14.5 rồi nó sẽ bắt đầu gãy tiếp giống như đoạn này đi thực chất nó gãy xu hướng như này này nó không phải gãy một hay nhịp đâu ví dụ như gãy ở đây thì như thế này nó sẽ có xu hướng gì nó quay lại retest đúng không ạ đây cái đường slide của nó đây thì nó sẽ quay lại retest đúng đường slide này đó thì cái phiên bắt của nó là phiên nào ví dụ ở đây này nó đạp về hỗ trợ là phiên bắt chính hoặc bắt phiên này cũng được thì anh chị thấy này hàng về có thể là canh chốt lại đúng không ạ nên đối với mã phiếu này thì hiện tại nó đâu có đi mua đâu thì nó chưa tạo đá thành công anh chị thấy này kể đường xuống của nó thì nó vẫn là trên xu thế giảm thành những cái nhịp hồi nó cũng gọi là những nhịp bull trap chứ không phải là nhịp tăng chính nên chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều cứ mua đúng điểm thì chúng ta sẽ canh có lãi bán năm bảy đoạn này là thành công nên quan sát thêm tiếp tục là con VCI đi VCI nó cũng rơi khá là mạnh này trên này là trên giảm rồi đúng không ạ đây gãy trên tăng bước vào trên xu thế giảm khi định sáu hình trước này hạ định và hạ đáy đây là phiên uh, xác nhận đảo chiều xu thế gọi là 3 ba và khi xuất hiện tích ba thì nó sẽ có những cái trạng thái nó quay lại để tạo ra nhịp hồi tự động thì chị thấy ở đây là một hình gì à? đây là một hình hai đỉnh này đó thì nó sẽ có xu hướng quay lại đi test định trước của nó trước khi có nhịp giảm mới nên đối với nhà đầu tư là mình có thì cái canh hồi lên vùng cản ấy là bên giá khoảng 25 mươi ấy hai mươi hoặc là 25.7 gì đó chúng ta bán ra còn ở đây chúng ta sẽ không mua mới nữa thì em ví dụ đây đi anh chị thấy kẻ trên line đó ra, ra đây thì nó là mẫu hình gì mẫu hình ba đỉnh đúng không ạ à? đây là mẫu hình ba đỉnh của nó này một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh thì đây là phiên gì đây là phiên xác nhận đảo chiều xu thế và khi nó xác nhận đảo chiều xu thế đâu phải là nó giảm luôn đâu đúng không ạ à? thì nó phải có nhịp hồi tự động được gọi là nhịp bull trap thì cái nhịp bull trap này lên chủ yếu là quay lại retest cái đường neckline của mô hình ba đỉnh đúng không ạ à? trước khi nó giảm tiếp thì nhà tư là mình học Jackson sẽ biết uh, cái quá trình retest lại đỉnh là gì đúng không ạ à? nên chị thấy này những cái nhịp hồi này là những nhịp mình canh bán đẹp nhất chứ không phải là nhịp mình canh mua khi nào chúng ta mới canh mua khi mà một cái cổ phiếu ấy nó rơi đủ về vùng chiết khấu tốt ví dụ ở đây nó rơi xong một nhịp này hai nhịp này và nhịp thứ ba nó rơi và tạo ra sự hoảng loạn tiếp này anh chị thấy này mới bắt đầu tạo ra cái vùng chiết khấu đủ tốt và bắt đầu xuất hiện những cái cây lớn là những cái von gom hàng tổ chức họ vào họ định giá thì sau đó cái lực cung ở dưới đây ấy, nó không còn tại vì do lực cầu tổ chức họ đỡ và khi mà có những sự phục hồi thì mình thấy những cái nhà đầu tư kẹp hàng trên đây này thì họ sẽ có sự kỳ vọng ở ờ, cổ phiếu nó hồi vùng giá cao hơn tôi bán nên cái lực cung ở trên nó bớt bán ra và thêm vào đó là những lực cầu bắt đáy vào thì nó dẫn dắt cho một cổ phiếu là cung nó bé ăn cầu thì giúp mạng phiếu nó tăng tăng lên thì nó sẽ tạo ra xuống mới là tạo ra đáy sau nó cao lấy trước đúng không à? ạ đáy sau này cao lấy trước và khi đáy sau cao trước thì chúng ta phải cần gì phải cần có sự xác nhận đồng tiền thì đây là sự xác nhận đồng tiền này đó thì chúng ta phải chờ dấu hiệu này này mới biết ở ờ, cổ phiếu nó tạo đáy tạo đáy xong sao thì đây cái điểm pivot này chúng ta sẽ vào lệnh đúng không à? ạ thì chúng ta vào điểm này thì nó sẽ an toàn thì khi nào xuất hiện dấu hiệu này chúng ta sẽ mới vào chứ không phải là tự nhiên ờ à, nó đang rơi Rồi anh chị đưa tay vô anh chị bắt đây cái anh chị bắt khi nào đúng đáy đâu khi cổ phiếu nó tạo đáy chúng ta biết đó là đáy chứ không một cái cổ phiếu nào hay là một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp nào trên thị trường biết ở à, đâu là đáy của cổ phiếu đi qua đỉnh mới biết đó là đỉnh đi qua đáy chúng ta mới đó là đáy đúng không ạ à? nên chúng ta phải hành động theo cổ phiếu chứ không phải bắt cổ phiếu nó hành động theo mình đúng mà tại vì thị trường nó sẽ không bao giờ sai chỉ có quan điểm sai và tư duy sai chứ cái cổ thị trường này không bao giờ sai đúng không ạ à? nên chúng ta phải biết phương pháp của mình đúng hay không và ở đây biết cái trên xu thế của nó như thế nào mặc dù anh chị mua giá rẻ chứ chắc anh chị đã bán được giá cao đâu đúng không ạ nhưng mà các anh chị mua giá cao thì chị có thể bán giá cao hơn tại vì trên xu thế mới là người bạn đồng hành của nhà đầu tư nên đoạn này nhìn chung là canh hồi để hạ sẽ có những cái trạng thái quay lại retest line đối với mã phiếu VCI đó tiếp tục là con SSI đi SSI kể trên line ra nó gãy chưa thì đây anh chị thấy kẻ trên line đã gãy này rồi định sau không định trước này chị kẻ ra đúng không ạ định sát định trước thì đây mẫu hình gì đây là mẫu hình vai đầu vai vai này đầu này đúng không à, đây là vai ngược này thì đây là phiên xác nhận gãy này hôm nay cũng hồi phục khá tốt này thì khả năng sẽ kéo lại đường em may gọi là quanh đường em may hai mươi ấy hoặc là đường em may năm mươi ấy thì nó sẽ kéo về vùng giá 19.3 chín ba gì đó thì canh những cái lúc nó kéo lên chúng ta bán còn thực chất đây điểm mua mới thì nó đã không còn đúng không à? ạ tại vì nó là hỗ trợ thì việc bật tăng bình thường và ở đây công chúa nó quay lại tính đến, đến like thôi nên đối với mặt chỗ này thì canon giá 19.5 19.6 ta bán còn đây không phải điểm mua mới còn điểm mua mới thực chất để mua điểm mua đẹp nhất của nó là điểm mua về hỗ trợ như này này nó hồi lên cũng được 5700 và khi nó hồi thêm phiên nữa thì cũng có thể là được 6, 8 9 trăm gì đó người ta bán đúng mà là hợp lý chứ ở đây anh chị mua nó lên đây nó sẽ rồi gặp lại cản nó sẽ xa quay xe quay rồi đầu tư mình bán không kịp nó sẽ giảm thêm một cây nữa thì nó sẽ rất là khó cho mình giống như đoạn này đi anh chị thấy này nó sẽ tạo ra sự kỳ vọng cho đầu tư mình nhiều lắm đoạn này trường này nó đánh gãy như này đúng mà đây mẫu hình gì đây mẫu hình này một đỉnh này hai đỉnh này ốc ba gãy này nó sẽ sai quay như này đó bắt đầu này một phiên rơi xuống này bắt đầu hồi lên này bắt đầu rơi xuống này hồi lên này tạo hai đá này ở đây kỳ vọng đây nhiều đúng không ạ rồi bắt đầu mua vào đi rồi anh chị thấy nó giảm thêm nhịp nữa đúng mà nó sẽ nhốt nhau tư trên một giá cao như này này đó là những sự kỳ vọng sai lầm trong thị trường chứng khoán nếu mà chúng ta sai chúng ta phải chấp nhận chúng ta lỗ đúng không ạ tại vì trong thị trường này không quan trọng nhau tư mình đúng hay sai quan trọng khi mình đúng mình được bao nhiêu khi mình sai mất bao nhiêu ví dụ như ở đây anh chị thấy đây cái gì cắt lỗ thì anh chị sẽ giữ một lượng tiền nó về đây có phải là anh chị mua được vài vùng giá tốt hay hơn hay không đúng ạ chứ mình cứ cố gắng ờ à, mình mình nói rằng ở quan điểm mình đúng mình đầu tư trong và dài hạn thì không, sẽ sai tại vì sao từ thực chất chúng ta đã mua sai điểm rồi Và chúng ta cứ cố chấp chúng ta nắm giữ thì anh chị thấy những cái khoản lỗ lớn luôn luôn bắt đầu từ những cái khoản lỗ nhỏ nên chúng ta phải xử lý những cái khoản lỗ nhỏ từ khi nó mới bắt đầu để chúng ta có thể là có kinh nghiệm đầu tư về sau này anh chị có thể sai 10 trận đánh nhỏ nhưng một cái trận đánh lớn chị phải thắng các chị có thể là sai mỗi lần hai ba phần trăm thôi nhưng mà anh chị thắng một lần chị phải thắng 15 20 hoặc là một trăm phần trăm ít hai tài khoản đúng không ạ à? chúng ta cứ đừng có nhìn vào ở những cái sự mất mát nhỏ này mà chúng ta làm mất đi cả một trận đấu thì nó sẽ không hay nên đối với quan điểm của em anh nếu em sai gãi đâu khoảng là 400 cấp nữa 800 cấp hết đúng mà kể từ những cái điểm mua nên chị thấy cái điểm mua nó khá là quan trọng đúng không ạ à? Còn đối với em thì canh hồi đi hạ thôi Chứ không phải điểm mua mới Rồi tiếp tục là con gì nữa à HCM HCM thì ở đây cũng rõ ràng mẫu hình gì à? Một đỉnh này, hai đỉnh này Thì cây phiên này là cây gãy đúng không ạ Thì nó đang có xu hướng nó quay lại tính line Nên gì thế này thì tính line thì bắt đầu không tăng được nữa Thì khả năng vùng này sẽ xa quay này Đi ngang vài phiên nó sẽ gãy đó Thì kịch bản của nó sẽ đi như thế này Đúng không giống đoạn này anh chị thấy đây Đây mẫu hình gì một đỉnh này hai đỉnh này đúng mà xác nhận gãy này đó thì nó sẽ có nhịp hồi tự động này đó tiếp tục này Tạo ba đỉnh này đó rơi đúng ạ à. nên ở đoạn này chị thấy rõ ràng rằng ấy là cổ phiếu này thì cũng chỉ canh hồi để hạ hiện tại không có điểm mua tiếp tục đi qua mbs đi mbs chị kể đến like ra đi thì rõ ràng nó cũng đã tạo ra hơn hai đỉnh này đúng không à. ạ một đỉnh này hai đỉnh này thì phiên này phiên xác nhận đảo chiều này nó sai quay là gọi là nhịp buôn tráp cân bằng dưới thì sau đó rơi thêm một nữa và dẫn về vùng hỗ trợ thì sao ạ à? về hỗ trợ thì khả năng sẽ có nhịp hồi thì nhìn chung nó hồi thì khả năng hồi về đâu ở vùng giá khoảng 13.5 ấy hoặc là 14 ấy thì cần bán ra còn điểm mua mới chưa có rồi tiếp tục ta đi qua những mã cổ phiếu dùng ngân hàng đi stb thì sao stb thì em có nói với nhà từ mình những cái phiên hôm nay rồi đúng không mẫu hình ba đỉnh này một đỉnh này hai đỉnh này ba đỉnh này đang đường line này nó đang có xu hướng nó quay lại retest line của nó đúng không ạ và cái đường slide này anh chị thấy này vừa chạm lên sao nó bị chỉnh ngược lại Nhưng em đánh giá ở đây nó chưa thể lên luôn được mà nó có những trạng thái nó kéo lên nhẹ nhẹ ở đây này rồi sẽ tiếp tục xe quay xe quay nhất khoảng là 3 đến 5 phiên nữa thì nó sẽ bắt đầu có nhịp gãy nữa đó nên nhà đầu tư mình lưu ý ở đây không phải để mua mới có từ cái canh họ để hạ giống như đoạn nào anh chị nhìn qua bên đây đi đó đây là mô hình gì ạ à? đây gãy rũ này thì đây là mô hình ba đỉnh đúng không ạ đây này một đỉnh này hai đỉnh này ba đỉnh này đây là gãy xu hướng này xoay quay xoay quay này hồi tự động gãy đúng mà ạ xoay quay xoay quay này đó là gãy đúng mà nó sẽ đánh tương tự như vậy nó rất khó chịu đó thì chúng ta hay là cổ phiếu cũng đánh tương tự như vậy và tại vì sao lại lấy những cái dữ liệu quá khứ để cho nhà đầu tư mình thấy được cái tương lai tại vì thực chất ấy là tâm lý nhà đầu tư mình sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian T tâm lý đoạn trước đã như vậy rồi thì tâm lý đoạn sau cũng như vậy tại vì chu kỳ cảm xúc của con người nó vẫn có vui buồn giận hơn gì thôi chứ đâu có thêm một cảm xúc nào khác đâu nên chị thấy những cái hình nó được lặp đi lặp lại liên tục ví dụ ở đây mỗi hình gì đây là muốn hình này một đáy này hai đáy ba đáy này xoay quay xoay quay này dòng tiền bật cao lên xác nhận xu hướng thì đây như thế này một đáy hai đáy ba đáy này xoay quay xoay quay này dòng tiền mà xác nhận xu hướng này tăng đúng không ạ thì nó cũng cứ đánh như vậy thôi chứ nó đánh đâu có khác ở giai đoạn phía trước đâu đúng không ạ nên ta phải hình dung được à, giai đoạn này tâm lý như nào giai đoạn kia tâm lý như nào và ở đây có sự kỳ vọng như nào chúng ta mới bắt nắm bắt được cái tình hình của cổ phiếu để chúng ta đầu tư sẽ cho tốt Chứ không phải là người ta thấy ở ờ, nó gãy như thế này người ta kỳ vọng hồi hình chữ v rất khó để hồi hình chữ v tại vì sao những ông kẹp hàng trên đây họ ông chỉ đang cần hồi lên để ông bán đúng không ạ những nhà đầu tư đang có lãi dưới đây này cũng chỉ canh ở ờ, hồi lên để canh chút lại được vùng giá tốt hơn ở đây lực cầu làm gì có vào đâu anh chị thấy là thanh khoản bé tí này có ai muốn mua đâu thì thực chất nó bước vào cái xuống giảm rồi đúng không ạ đang canh giữ tiền nhiều hơn nên chị thấy này nó đi lên là nó bị đạp xuống đi lên và bị đạp xuống thì khó để lên đúng không ạ nên để có thể tạo ra một chiếc khấu tốt thì nên giá nó phải về dùng chiếc khấu hợp lý ví dụ có thể về đây lắp gáp đi vùng giá 20 đi thì chúng ta có thể cân nhắc mua được hoặc có thể về vùng giá đâu khoảng là 17 18 thì chúng ta sẽ mua chứ bây giờ đoạn này thì nó còn giá hơi cao nên chúng ta sẽ chưa tham gia cứ quan sát và đứng ngoài là việc tốt nhất rồi tiếp tục như là con uh, ACB đi ACB đoạn này cũng là một đỉnh hai đỉnh này xác nhận đảo chiều này thì ở đây nó đang xe quay đau thì nhìn chung ở đây nó xe quay thì khả năng sẽ có nhịp hồi nhưng mà hồi để hạn phải đi mua mới và nó hồi để làm gì hồi để gì chết lại nick like thôi ví dụ ở đây hồi vùng giá đốc nó 24 này thì sau đó khả năng cũng sẽ bị gãy ngược lại thôi chứ ở đây nó cũng sẽ chứa dòng tiền để có thể vào được đúng không ạ nên quan sát tiền đối với ACB hiện tại chưa điểm mới canh hồi thì hạ BID cũng tương tự đúng không ạ mặc dù đang tạo ra một hình lá cờ nhưng chị thấy biên độ dao động lỏng xuất hiện rất nhiều phiên sách ao ba vôn lớn vôn tăng với ông tăng thì đây là dấu hiệu rủi ro đánh giống đồng nào đánh giống tương tự động này này đó đây chị thấy trên đây thì vẫn giữ trên lại tăng nhưng anh chị thấy cái đoạn gần đỉnh thì đánh như thế nào đây biên độ dao động khá lỏng này đó mặc dù phiên trước có dùng tiền vào đánh trần này anh chị thấy biên độ dao động lỏng này cũng là mô hình lá cờ này đúng không ạ đó nhưng chị thấy là bắt đầu xác nhận giảm thì khả năng dài bữa nó cũng sẽ có cái phiên như này thôi nên đối với những mã phiếu này thì chúng ta cứ canh hồi để hạ còn thực chất điểm mua chưa có đối BID tiếp tục là con CTG trung phơm thôi đúng không ạ Mẫu hình này một đỉnh hai đỉnh này khả năng về hỗ trợ thì việc hồi là việc bình thường nên sẽ xoay quay xoay quay ở đây về phiên rồi sau đó sẽ có một nhịp gãy nên đây, chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều ví dụ ở đây như thấy mẫu hình này một đỉnh hai đỉnh này nó rơi này cũng sẽ hồi này quay lần tới la này xoay quay xoay quay giảm này đúng không à? ạ thì sẽ đánh tương tự như vậy nó cứ bồi tổng sản cho tương mình thôi tạo ra sự kỳ vọng là nó sẽ bắt đầu đạp cứ đánh như vậy đó thì rất là khó chịu nên đối với mã phiếu CDG này chúng ta sẽ không tham gia có thì chúng ta cứ canh hồi đi hạ chưa đi mua mới rồi tiếp tục là con LBB đi đây gãy trên thì đây nó cũng vậy gọi là nhịp hồi tự động vậy thấy thì test đúng nick like luôn đúng không ạ đây là cái đường nick like của nó này mỗi hình gì mỗi hình hai đỉnh này nó đi test xong rồi thì đây gì thế này nó rất dễ dàng có những nhịp gãy đầu tiếp hai đỉnh này thì nhịp hồi này lên ví dụ như ngày mai nó gãy đi khả năng sẽ gãy rất khá là sâu ấy đó nên nhiều từ mình lưu ý đoạn này cứ canh họ lên đi hạ trước đi đúng không ạ rồi quan sát thêm trên đánh giá là nó đã đi test nick like xong rồi khả năng sẽ có nhịp gãy giống như đoạn này đi gì thế này mỗi hình này một đỉnh này hai đỉnh này ba đỉnh này đúng không ạ gãy xu hướng đây cái nhịp này gãy xu hướng đó đúng không đây gãy xu hướng tình gì thế này có nhịp quay lại đi tết like tình gì kể đường like đây đây nick này nó đi tết đúng line này sai quay sai quay về phiên này thì tết đúng like này một phiên gãy 400 phiên gãy sau 3,8 700 có mà nên kỳ vọng là khả năng ngày mai sẽ có nhịp gãy nên lưu ý mã phiếu này cứ canh hạ đã bớt điểm mới chưa có mở banh thì nó về hỗ trợ thì nhìn chung nó cũng sẽ sai quay thêm thôi chứ ở đây nó cũng chưa có xu hướng rõ ràng nhờ tôi là mình có thì cứ canh hồi để hạ chờ về vùng chưa khấu tốt hơn thì mua còn bây giờ cũng chưa điểm mua mới tích công banh thì đánh tương tự này nhìn chung mấy mạo phiếu này thì cứ canh hồi để hạ chứ điểm mua mới cũng chưa có thì nhìn chung khả năng xây về biên dưới đó nếu thị trường nó về bên dưới thì mình mạo phiếu dòng banh này sẽ đi thị trường cũng sẽ về biên dưới đó nên đây cũng sẽ không kỳ vọng cao đến mạo phiếu này còn đang chỉ thấy này cũng đã bắt đầu một đỉnh hai đỉnh rồi trên vẫn là trên giảm này chạm đúng đường trên lại bật ngược lại này đúng không ạ nó đâu có lực cầu lên đâu nó cũng sẽ không kỳ vọng nhiều về cơm banh thì ở đây đang đánh bóng hành này một đỉnh hai đỉnh đây nó rơi bắt đầu gãy xu hướng tăng trong ngắn hạn này đó thì nó khá rủi ro khả năng ở đây sẽ quay theo một phiên nó sẽ có một cái nhịp gãy nên đây chúng ta quan sát hiện tại hạn chế mới vì ban nó cũng đã gãy khả năng về bên dưới nên ở đây nhìn chung chưa đi mua cứ canh hỏi để hạ cho an toàn rồi tiếp tục với là tới dòng thép đi bg thì ở đây nó cũng chỉ mang nhịp hồi tự động thôi thì khả năng hôm nay là cái điểm để bán đẹp nhất đối với BG rồi nếu mà mai nó kéo thêm nhịp nữa chúng ta sẽ bán 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 toàn bộ đối với HBG nếu đang nắm giữ còn điểm mới chưa có nó cũng đã gãy trên like rồi đúng không ở đây nó cũng đã về những biên AR rồi nên sẽ không có điểm mua hát điểm hôm nay phục hồi cũng không khá là tốt này nhưng thực chất chỉ phải giờ vào đây này trên like nó như thế nào này đó đã có xuống cái trên like nó quay lại thì cái trên like này thôi ở đây cũng đã có một hình tạo đỉnh này đúng là hai đỉnh này là một đỉnh đầu tiên này khả năng cái đỉnh này là đỉnh số 2 đúng ta đừng có kỳ vọng nhiều ví dụ đánh đây đẹp ví dụ anh chị thấy này nó sẽ đánh như nào đó nó sẽ có những trạng thái là kế tạo đỉnh này phiên này tạo đỉnh này nó sẽ rơi xuống nó lại hồi lên này hỏi lên khác mà nay nhìn chị thấy phiên sau bắt đầu nó mở biên rơi này đó bắt đầu tạo đỉnh luôn nên đoạn này chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều đối với giờ có thì cứ quan sát nắm giữ và canh chút lại bớt chứ bây giờ không phải đi mua tại vì thực chất ở đây nhà tư mua trên đây mới kẹp hàng thôi còn thực chất mua từ dưới lên tới trên thì hầu như đều lại hết đúng mà nên đây đang là điểm bán tốt thì cứ bán phân tăng giá không tăng chứng tỏ lực cũng khá là nhiều tin tức tốt đây cũng khá nhiều nên chúng ta sẽ không kỳ vọng đây là những cái điểm bán đẹp rồi nam kim tương tự thôi đây cũng đang bước vào nhịp hồi tự động thôi chị thấy đang gãy trên khá rõ ràng này ở tích ba này đo ở đây nó rơi thì hai đáy nó cũng sẽ hồi lên hồi lên cũng lắm 14 15 rồi bắt đầu nó rơi lại nên ta đừng kỳ vọng nhiều nên đối với mảng phía này thì cũng canh hồi để bán rồi đi qua dòng uh, bất động sản đi đến giờ thì như thế này thì có view đối với mảng trước này thì khả năng sẽ rơi về gáp này mới bắt đầu hồi thì đối với nhà tư mình đang kẹp ấy thì mai nó rơi thêm phiên nữa thì không bán có thể là canh đánh tay không nó rơi về vùng này vùng hỗ trợ cứng rồi nó rơi ở đây khả năng sẽ có nhịp hồi này hoặc ít nhất là sẽ lên giá 11 12 đó thì canh lên giá 11 12 thì bán còn vùng này thì sẽ hạn chế bán ra đi rồi sao đây là nó cũng tương tự thôi thực chất về hỗ trợ rồi thì về đây không bán nữa đúng mà muốn bán thì canh hồi lên để bán thì bán thì muốn bán thì canh hồi lên đây này để bán này đó phần giá đầu khoảng là 14.5 15 gì đó để bán chứ đây không phải là vùng bán trên về hỗ trợ khá là cứng rồi tiếp tục là mã cổ phiếu như HDC nên chị thấy rõ ràng rằng đây nó về hỗ trợ chúng ta bán làm gì đúng không ạ muốn bán thì canh hồi những nhịp hồi mạnh như này chúng ta bán hoặc là kéo lên trên đây chúng ta bán thì bây giờ nó rơi vùng hỗ trợ nhà tư bán ra chắc chả khác nào bán ngay đáy đúng không ạ? Nên cứ quan sát thêm với những mã phiếu rơi về đáy này thì chúng ta cứ nắm giữ này. Chúng bán hồi lên 30 rồi chúng ta bán. Khả năng sẽ sao quay trọng này còn nhà tư nắm giữ thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ thêm. Thì ở đây nó đang tạo ra biên xe quay này. Đó, khả năng sẽ quay khá là lâu ấy. Rồi tiếp tục như những cái mã cổ phiếu như con uh, Novaland đi Novaland thực chất nó bị dính tin tức xấu thì Nó rơi nó bị cung như thế này Và thực chất nó cũng đang là cái mô hình gọi là giảm điểm thì chúng ta sẽ không có điểm mua nó rơi như thế này thì chưa biết đâu tạo đáy thì thực chất nó là ở phía bao cung thì cứ quan sát thôi còn đang kẹp hàng thì chúng ta có thể là nắm tim khả năng về giá 10 thì cũng sẽ bắt đầu cân bằng hoặc sai quay phục hồi đi lên còn đây thực chất chúng ta sẽ không phân tích được từ vì mẫu hình như thế này thì bỏ tay đúng không ạ nó chủ yếu là dựa vào ý chí của tổ chức thôi VIC thì hôm nay chỉ thấy điều tiết phát sinh chỉ thấy về giá đáy của nó thì phục hồi lên việc bình thường và khả năng sẽ tiếp tục sẽ quay thêm điểm mới chưa có này nếu mà rơi về đáy là cũng không nên bán nữa muốn bán thì canh hồi lên đắp gác trên này là bán 45 46 chúng ta bán cái báo này thì nó sẽ thiệt chúng ta thôi đúng mà nên cứ canh lắp gác thì bán sao còn điểm mua mới chưa có KBC thì sao KBC nhìn chung ở đây khả năng sẽ hồi hồi cùng lắm là vùng giá khoảng 23 24 gì đó thì nó bán còn bây giờ không phải là điểm mua cứ canh hồi để hạ thôi thì tại vì nó rơi vậy thấy một cái mảng phiếu rơi nó đều có hồi này chứ đâu phải rơi luôn đâu ví dụ nó rơi bốn năm phiên cũng sẽ có nhịp hồi một hai phiên gì đó nó sẽ quay lại tiếp tục nó giảm thôi đúng mà nên đây không phải để mua mới đối với KBC rồi tiếp tục qua một vài mã phiếu của doanh nghiệp lịch xây dựng ở đây đầu tiên là qua con FCN FCN thì cũng phân tích nhà tôi khá là nhiều rồi xuất hiện rất là nhiều phiên sức ao đúng không ạ Sách Alpha 3 là gì? Định nghĩa của phiên sách Alpha 3 là một phiên phân phối hàng. Thì để phân phối hàng thì trước đầu phiên họ mua vào và cuối phiên họ bán ra. Ví dụ ở đây là một phiên sách Alpha 3 nên như thế đầu phiên ta khá mạnh nhưng cuối phiên đóng cửa thấp nhất phiên khớp lệnh volume lớn. Ví dụ ở đây em là tổ chức em sẽ phân phối hàng như thế nào? Hôm nay muốn phân phối hàng ra 3 triệu cổ phiếu thì đầu phiên mua vào 5 triệu cổ phiếu, cuối phiên bán ra 8 triệu cổ phiếu. Tại vì thực chất em mua vào 5 triệu cổ phiếu đầu tiên thì giúp cho giá cổ phiếu nó tăng lên tạo ra sự FOMO cho đầu tư. Thì bắt đầu gần cuối phiên bán ngược lại thì giờ thấy rõ ràng rằng em đã phân phối ra được được đâu khoảng là ba triệu cổ phiếu ở những giá tốt hơn so với mà đầu phiên bán luôn đúng mà nên chị thấy gọi đó là những trạng thái kéo xả là sách ao ba thì một cổ phiếu từ 3 đến 5 phiên sách ao ba nó sẽ có những trạng thái nó đảo chiều thì đây là một phiên sách ao ba đây là phiên thứ hai đúng mà là vẫn tăng giống tăng đây là phiên thứ ba và đây là phiên thứ tư đúng mà đã có bốn phiên sách ao ba thì cái việc mà nó đảo chiều là việc hết sức bình thường đúng mà thì ở đây đã có phiên phân phối rồi tin tức ra nhiều rồi thì ở đây nhà tư mua mua vào tôi bán ra đúng mà thì đó là góc độ của tổ chức còn ở đây hầu nhất là nhiều tư cá nhân kẹp hàng chứ tôi chức có kẹp hàng đâu đúng không ạ kẹp trên đây này chỉ canh hồi để hạ thôi tổ chức những điểm này là điểm hồi để hạ điểm nhất này còn bây giờ nó rơi về đây thì chúng ta canh những cái nhịp nào chúng ta hạ ví dụ ở đây đi, nó rơi về đây tình chị thấy đây là một hình gì đây nó tạo ra một cái mô hình gọi là vai đầu vai đúng không ạ đâu là đường like của nó thì chị kẻ ra đi kể ra đây đi thì đây là đường like này đúng không ạ ngay cái điểm này này là đường nước đó luôn này Các nó sẽ hồi lên quanh đây này rồi tiếp tục hiện như rơi nữa thì canh hồi lên để bán không phải để mua mới thì ví dụ như anh chị phân tích logistics về giá khối lượng thì anh chị thấy ở dưới đây đi nó cấp lệnh đâu khoảng là 3 triệu hai cổ phiếu thì anh đã tăng trần đúng không ạ anh chị nhìn cái cái này này nhưng mà anh chị thấy lên đây đi nó cấp lệnh đâu khoảng bao nhiêu triệu cổ phiếu cấp lệnh 6 triệu cổ phiếu mà tăng có ba phần có phải là đang có sự nghịch lý về giá khối lượng hay không đúng không ạ hai phiên này anh chị thấy này chỉ tăng không tăng phần trăm nào nhưng cấp lệnh 3 triệu một cổ phiếu thì có phải là đang sự nghịch lý về giá khối lượng hay không đúng không ạ có đang vi phạm về hệ quả cũng đi chấu cướp thì chúng ta nhận biết ờ à, đó là dấu hiệu rủi ro thì xuất hiện dấu hiệu rủi ro thì cứ canh hồi được căng tăng hoặc chạy rút để chúng ta bán chứ đâu phải là điểm chúng ta mua đâu nó đã có chạy rút rồi này có sách ao rồi này đúng mà đầy đủ dấu hiệu tạo đỉnh thì ở đây thực chất không có kỳ vọng nhiều đúng mà thì khả năng mà phía này sẽ về đâu thì đối với em ấy về vùng nào mới mua ví dụ như em thì em sẽ chờ ở về vùng này đi cân bằng ta sẽ mua sau hoặc là khả năng về vùng này đi đó về vùng hỗ trợ cứng đây nó hồi thì bắt đầu ở là vào đánh ngắn đâu khoảng năm bảy chúng ta sẽ bắt đầu canh hồi để chúng ta bán chứ đây thực chất không phải điểm mua nó đang rơi thì chúng ta đừng có cầm đèn chạy chú ô tô chưa biết khi nào nó thắng lại đâu đúng mà chúng ta mua thì thực chất trong xuống giảm thì mua điểm nào cũng lỗ thôi ví dụ anh chị mua ở đây đi anh chị lại được bao nhiêu đây anh chị đánh đâu khoảng năm bảy phiên lại được năm bảy trăm nhưng nó gãy cái anh chị thấy này nó đi 20 mươi trăm cũng cũng nhiều hơn so với tăng đúng mà anh chị thấy này lại lại không nhiều mà lỗ lỗ nhiều đúng không nên yếu tố đông đánh trong đầu trên thì chủ yếu là đánh ngắn thôi chọn cái điểm mua hợp lý đúng mà chứ không phải là cái điểm chọn cái điểm mua mà ở đâu mà nó nó ở giữa giữa thì nó sẽ rất là khó nên đối với FCN này nhìn chung không phải đi mua có thì cứ cầm tiền chờ đợi chúng ta có có một cái cơ hội lớn chúng ta sẽ làm gia sao rồi tiếp tục những mã cổ phiếu như cặp SB đi cặp đồng trước nó mạnh thì chị thấy một hình hai đáng chị tưởng chừng nó hồi lên đi nhưng không có đâu còn rơi nữa đấy ví dụ giống như đoạn này chị thấy này mẫu hình này rơi này một đáy này đúng mà đây em kẹt dễ đó cho nhiều thì anh dùng ví dụ đây 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 một đáy này đó đây hai đáy này tưởng chừng nó đánh hồi lên chưa về ha thì nó không rơi đánh đâu mà nó cứ đặt gặp luôn đúng mà nó phải đánh như thế tạo ra sự kỳ vọng cho đầu tư anh chị thấy đây này hình này một đáy hai đáy này kỳ vọng nó kéo lên thì nó rất là khó kéo tại vì sao từ vì trên đây nó có yếu tố phân phối đỉnh rồi nếu mà đã có retest rồi nó giảm điểm rồi thì đây khả năng cân bằng là hồi lên cùng lắm là vùng giá đọc khoảng hai gì đó sẽ tiếp tục lên nữa nên đối với em thì đây cũng không phải điểm mua nó đã có đầy đủ yếu tố phân phối đỉnh rồi nên điểm này hạn chế mua mới có thì canh hồi để hạ lưu ý đối với mẫu phiếu KB LCG thì đoạn này nó có việc vẻ mạnh đúng không ạ nhưng thực chất anh chị thấy ai nó cũng đã có yếu tố này một đỉnh hai đỉnh khả năng tạo ra ba đỉnh khá là cao nên anh chị thấy là từ chỗ tăng giá này nếu mà mẫu phiếu này vào trên thì hôm nay đã đánh luôn rồi đúng không nhưng ở đây nó từ chỗ tăng giá thì khả năng thì mà anh chỉnh lại thôi nên đây không phải điểm mua mới cứ quan sát thêm đối với LCG VCG đi VCG cũng tương tự như vậy thôi thực chất ở đây cũng đang bước vào trên lại giảm đúng không ạ còn ở đây khả năng về vùng này mới bắt đầu có nhịp hồi còn ở đây chưa phải đi mua mới nhìn chung đã đi sơ lược qua dòng thị trường để cho đầu tư mình có thể nắm bắt và tham khảo chiến lược cũng đang khá là rõ ràng thì đầu tư mình còn thắc mắc gì có thể là comment mình dưới video để hỗ trợ cho đầu tư mình một cách tốt nhất cảm ơn nhiều tư đã ủng hộ và lắng nghe kênh